Em trai Tyson Fury cần hạ gục kẻ khiêu chiến để được đấu Anthony Joshua. Kubrat Pulev sẽ vượt qua thử thách mang tên Hooky Fury nếu muốn có cơ hội xoán đai IBF từ Anthony Joshua. Và ngược lại, nếu Hooky Fury hạ gục được Kubrat Pulev, thì anh ta cũng có cơ hội được đấu Anthony Joshua để giành đai IBF. Mới đây, Kubrat Pulev đã lên tiếng xác nhận sẽ thượng đài với đối thủ là Hooky Fury. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây tại Sofia, Bulgaria. Dillian White rồi sau đó là Jaren Miller đều từ chối, song Hooky Fury đã nhận lời và cậu ấy sẽ đối đầu với tôi. Cuộc so găng sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới tại Sofia. Đây hứa hẹn là trận đấu đầy thú vị. Cậu ấy là một tay đấm trẻ và đầy tài năng. Tay đấm người Bulgaria cho hay, người giành thắng cuộc ở Sofia sẽ được quyền thách đấu với Anthony Joshua cho danh hiệu IBF. Trước đó, Pulev từng có cơ hội so tài với tay đấm người Anh. Tuy nhiên, trận đại chiến dự kiến vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái đã không thể thành hiện thực, khi tay đấm 37 tuổi phải rút lui vì chấn thương. Lần này, Pulev sẽ vượt qua thử thách mang tên Hooky Fury. Em trai của gã hề Tyson Fury không phải là đối thủ dễ chơi, với 21 chiến thắng sau 22 lần thượng đài, trong đó có 11 trận thắng bằng knockout. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lý do đại chiến Tyson Fury và Deontay Wilder hấp dẫn hơn đấu với Anthony Joshua. Trận đại chiến giữa Tyson Fury và nhà vô địch WBC Deontay Wilder được xem là trận đấu hấp dẫn hơn. Lý do đơn giản là vì cả hai dự đoán sẽ có trận đấu võ mồm quyết liệt không kém trận đấu trong sàn đài. Có thể nói cả hai tay đấm này đều là những tay giỏi chém gió và biết cách hâm nóng trước sự kiện. Điều này sẽ khiến trận đấu hấp dẫn hơn. Cả hai đều biết cách khơi mào trận đấu trên truyền hình, trước giới truyền thông và ngay trên sàn đấu. Hãy nhìn lại lần Tyson Fury bước lên đài và thách thức với Wilder, cả hai đã có một trận khẩu chiến hấp dẫn đúng nghĩa. Điều này sẽ giúp các công ty truyền thông quảng bá trận đấu dễ dàng hơn và người hâm mộ cũng sẽ nóng lòng chờ đợi trận đấu này. Tyson Fury là nhà cựu vô địch hạng nặng boxing thế giới. Sau một thời gian vắng bóng, Fury trở lại và công bố một tin tức gây sốc rằng anh và nhà vô địch WBC Deontay Wilder có thể sẽ đối đầu với nhau trong tháng 12 năm nay. Tôi có thể tiết lộ một điều là trận đấu có thể diễn ra vào tháng 12. Chúng tôi gần như đã hoàn thành mọi việc đàm phán, nhưng tôi sẽ không bỏ qua Francesco Pianesta. Anh ấy sẽ đấu với tôi một trận thực thụ, một trận đấu để hâm nóng trước khi tôi đối mặt với Deontay Wilder. Tôi sẽ vượt qua anh ta, rồi sau đó là Wilder. Cậu ấy đã từng đàm phán với Eddie Hearn và Joshua, chẳng ai đưa ra quyết định rõ ràng cả, nhưng tôi là người đàn ông có uy tín. Tôi nói tôi sẽ đấu với cậu ấy thì tôi sẽ làm, vậy thôi. Chuẩn bị tốt, tập luyện chăm chỉ, hãy cùng hoàn thành việc thỏa thuận nào. Tôi sẽ hạ knockout Francesco Pianesta vào tuần tới và sau đó là đến lượt cậu. Chúc may mắn. Tyson Fury 26 trận thắng 19 lần knockout và Wilder 40 trận thắng 39 lần knockout đã từng có một vài lần đụng độ nhau, bao gồm một lần Fury bay lên sàn đài để thách thức Wilder trong một trận đấu. Nhưng đó đã là một năm về trước. Kể từ đó đến nay, Tyson Fury cứ liên tục giải nghệ rồi trở lại, giải nghệ rồi trở lại. Trận đấu tranh đai gần đây nhất của anh là vào năm 2015. Wilder thì vừa mới hạ Luis Ortiz vào tháng 3 năm nay. Wilder và Fury sẽ là một trận đấu đáng hấp dẫn. Wilder có sức mạnh nên không nghi ngờ gì cả. Anh ta chắc chắn là một võ sĩ đáng sợ. Tuy nhiên, Fury còn cao hơn cả Wilder. Và nếu Fury đạt được phong độ tốt nhất đúng với thực lực thực sự, thì anh ta chắc chắn sẽ khiến Fury gặp khó khăn, vì hiện tại ở Heavyweight, chẳng có võ sĩ nào có phong cách giống Fury cả. Nếu trận này xảy ra và Fury đã ở trong phong độ tốt nhất, thì chắc chắn sẽ rất đáng xem. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury đại chiến Deontay Wilder và bỏ qua quyền vương Anthony Joshua. Không thể chờ tới 2019 chỉ để thượng đài với Anthony Joshua, Deontay Wilder đã quyết định lựa chọn một đối thủ khác.
Việc không thể xếp một trận đấu trong năm 2018 với người đang giữ ba đai WBA, IBF và WBO Anthony Joshua, Deontay Wilder, nhà vô địch WBC Heavyweight, vẫn chưa có một lịch đấu cụ thể nào cho đến hết năm 2018. Không thể chỉ vì Anthony Joshua mà ngồi ngoài sàn đấu hơn nửa năm trời. Giờ Bron Bomber đã có một phương án khác, đó chính là Tyson Fury, tay đấm từng hạ bệ huyền thoại Vladimir Klitschko vào năm 2015. Theo tạp chí Ring, đội ngũ của Wilder đang tham gia đàm phán với người từng thống nhất năm đai vô địch hạng nặng vào một trận đấu vào cuối tháng 12 này. Và nếu cuộc đàm phán thành công, Wilder và Fury sẽ diễn ra ở Las Vegas và được phát trên kênh truyền hình trả tiền Showtime. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Wilder dẫn đầu một sự kiện pay-per-view trong sự nghiệp. Tất cả mọi thứ gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã hoàn thiện bản hợp đồng này. Tuy nhiên, tôi sẽ không vì thế mà bỏ qua Francesco Pinaesta vào tháng 8 tới. Đó là một trận đấu tốt để chuẩn bị cho Wilder. Tôi sẽ nhẹ nhàng vượt qua cậu ta và đánh với Wilder, Tyson Fury trả lời với tờ Ring. Nói về việc cặp đấu giữa Joshua và Wilder không thể diễn ra trong năm 2018, Tyson Fury cho rằng tay đấm đồng hương cùng ông bầu Eddie Hearn đang cố né Deontay Wilder. Chính vì thế tôi nói là sẽ làm, chứ không như Hearn và Joshua. Tyson Fury đã yêu cầu đội ngũ của mình thảo một bản hợp đồng gửi đến team Wilder. Tyson Fury, tay đấm người Anh từng vượt qua huyền thoại Vladimir Klitschko vào năm 2015 để trở thành người thống nhất năm đai vô địch The Ring, IBO, IBF, WBO, WBA. Tuy nhiên chỉ vì dính líu vào cocaine và chất cấm đã khiến anh bị tước tất cả các đai vô địch và từ bỏ quyền của anh trong 2 năm. Sau một thời gian cai nghiện và có lúc cân nặng tới 137kg, Tyson Fury được phép trở lại sàn đấu vào giữa năm 2018 và có trận thắng trước Sefer Seferi. Ngày 18 tháng 8 tới, Fury sẽ có trận đấu thứ hai sau khi trở lại với Francesco Pinaesta. Còn Wilder, từ khi vượt qua kinh công Luis Ortiz vào tháng 3 vừa rồi, vẫn chưa thượng đài thêm một lần nào bởi phi vụ của Joshua. Có lẽ không thể chờ đợi lâu, Wilder đã nhanh chóng chấp nhận bản hợp đồng đưa ra từ tay đấm người Anh Tyson Fury. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các video tiếp theo. Anthony Joshua chửi đều Alexander Povetkin bằng tuyên bố không dùng doping. Quyền vương người Anh bóng gió mỉa mai đối thủ Povetkin trước trận sau găng vào hôm 22 tháng 9 tới. Anthony Joshua sẽ thượng đài với Alexander Povetkin để bảo vệ đai vô địch WBA trên sân Wembley Anh. Theo quy định của tổ chức quyền Anh này, hai mẫu thử của Povetkin hồi năm 2016 dương tính với doping và anh từng bị WBC cấm thi đấu suốt đời. Tôi thà thất bại còn hơn sử dụng doping bởi nó là vết nhơ suốt sự nghiệp thay vì một trận đấu, Anthony Joshua chia sẻ. Hoặc là sử dụng chất cấm và tự hủy hoại sự nghiệp, hoặc chấp nhận rằng ai đó tốt hơn bạn và chỉ trong một đêm, cho họ sự tôn trọng và sẵn sàng trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi thì luôn muốn mình trong sạch. Võ sĩ giữ ba đai vô địch danh giá là IBF, WBA và WBO đã chi gần 40.000 đô la để xét nghiệm tự nguyện với các chất cấm. Bên ngoài chương trình của cơ quan chống doping Anh, UKAD, phát biểu của Joshua được cho là động chạm tới đối thủ sắp tới. Tuy nhiên Joshua phủ nhận điều này. Anh chia sẻ, khi anh nhảy đầu với tôi, đó là một cuộc chiến thẳng thắn và sạch sẽ. Quá khứ là quá khứ, và anh ấy phải chịu án phạt. Tôi luôn cố gắng hết mình và không bao giờ muốn vào tù lần nữa. Tôi muốn mình trở thành tấm gương cho giới trẻ. Tay đấm người Anh cũng bật mí rằng anh đã kiểm tra hai lần sau trận thống nhất đai vô địch với Joseph Parker, Joshua bộc bạch. Thật khó chịu khi trải qua những việc như vậy, nhưng đó là cần thiết để chứng tỏ sự sạch sẽ trong môn này. Giống như các trận đấu trước đây, Joshua được xếp cửa trên khi so găng với Povetkin. Theo truyền thông nước Anh, tỷ lệ chia tiền thưởng giữa hai võ sĩ có thể là 70-30 hoặc 65-35. Các bạn hãy ấn nút like, chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị. Và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Xin cảm ơn.